Nike tuyên bố rút khỏi thị trường Nga trong những tháng tới. Thưa quý vị, vào thứ Năm ngày 23 tháng 6, Nike đã tuyên bố qua mail rằng đang rút lui khỏi thị trường Nga sau 3 tháng tạm ngừng hoạt động. Theo Reuters, vào ngày 3 tháng 3, Nike cho biết họ sẽ tạm thời đình chỉ hoạt động tại các cửa hàng đang được kinh doanh tại Nga để đáp trả các hành động của Moscow ở Ukraine. Đồng thời cũng cho biết thêm rằng những cửa hàng này vẫn còn mở cửa là do các đối tác độc lập vận hành. Bên cạnh đó, truyền thông Nga đưa tin vào tháng 5 rằng Nike đã không gia hạn thỏa thuận với bên nhượng quyền lớn nhất của Nga là tập đoàn bán lẻ Inventive IRG. Công ty điều hành 37 cửa hàng mang thương hiệu Nike tại Nga thông qua công ty con Up and Run. Không chỉ có Nike mà các thương hiệu lớn khác như McDonald's và Google cũng đã xác nhận rằng họ sẽ rút khỏi đây. Các công ty nước ngoài đang tìm cách rút khỏi Nga vì hoạt động quân sự đặc biệt của nước này. Trong mail đã tuyên bố, những ưu tiên đảm đã đảm bảo cho hỗ trợ đầy đủ cho nhân viên trong thời gian giảm quy mô hoạt động trong những tháng tới. Công ty cũng chỉ nhận được khoảng 1% doanh thu từ Ukraine.